Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube của Hoàng Giang TV Bất Động Sản Nha Trang. Thì hôm nay tôi sẽ đưa các bạn đi tham quan một vòng của đại ở thị Mỹ Gia cũng như tham quan dự án KVG The Capella. Lên thôi. Chúng ta trước mắt chúng ta sẽ khảo sát khu vực xung quanh dự án gồm những cái tiện ích và những cái dự án gì mọi người nhé. Thì trước mắt chúng ta chính là trung tâm thành phố Nha Trang. Cung đường bên phải chính là cung đường tôi hiểu Cao Bá Quát đó mọi người, nối từ trung tâm thành phố tiếp giáp với đường đại lộ Võ Nguyên Giáp. Vâng, ở góc máy này thì đang đưa chúng ta nhìn về hướng phía tây nam của khu thị phía tây, gồm khu thị Vincent Phước Hải, các tòa nhà chung cư, khu thị Hà Quang 1, riêng một khu thị được sắp xếp dọc theo sông Quán Trường, đường Vành Đai 2. Và đây chúng ta cũng xuất phát mọi người nhé, đây xuất phát từ dọc bờ sông Quán Trường, chúng ta đi qua cầu Quán Trường nối nhịp vào đại lộ Võ Nguyên Giáp. Từ đây thì lên thành phố Đà Lạt thì khoảng 120 km thôi. Đi qua cầu thì chúng ta sẽ gặp ngay Mỹ Gia Gói 5. Đây trước mắt chúng ta chính là quang cảnh của Mỹ Gia Gói 7, cái nơi mà tiếp giáp gần nhất với KVG The Capella đó mọi người ạ. Mọi người thấy tay không? Nhà cửa đã được xây lên, rất là nhiều tiện ích xung quanh, đặc biệt là sân bóng lớn. Đây gọi như là tuyến đường song song với 23 tháng 10 và đang dần thay thế mật độ giao thông, giảm tải bớt cho 23 tháng 10. Buổi sáng thì cung đường này rất là đông người đi làm rồi. Đấy. Trước mắt chúng ta là cái cổng vào của khu thị Mỹ Gia Gói 7 cũng như là cái nơi mà sau này chúng ta vào tham quan nhà mẫu của KVG The Capella mọi người nhé. Đấy, chúng ta đi hướng ô tô đi vào đấy. Và chúng ta qua bên tay trái là vào tham quan được nhà mẫu. Thì một vài ngày tới chúng tôi sẽ đưa quý vị khách hàng là quan tâm vào tham quan nhà mẫu luôn nhé, rất là đẹp. Chủ đầu tư Khánh Nguyễn Group ấy, viết tắt là KVG. Rồi và bây giờ chúng ta đang ở một góc nhìn khác mọi người nhé. Đây thì chúng ta đang bay trên bầu trời của Mỹ Gia Gói 5 vào. Thì trước mắt chúng ta chính là cái vị trí đất của sau này của KVG The Riverside, những cái căn view sông biệt thự sau này đấy, tiếp giáp là khu tiện ích cao cấp và sau đó sẽ đến với KVG The Garden, cái dự án mà một vài ngày tới sẽ được triển khai đến quý khách hàng đấy, dự án đang hot nhất Nha Trang thời điểm hiện tại. Góc máy thì mọi người có thể quan sát rất là tốt cái quang cảnh xung quanh đúng không ạ. Thì trước kia thì khu thị Mỹ Gia Gói 7 bên cạnh cũng là những vùng đất trống thôi, nhưng sau này hạ tầng hoàn thiện thì nó đẹp như vậy đó mọi người ạ. Đây chính là cái cung đường 18m này, tiếp giáp giữa Mỹ Gia Gói 7 và KVG The Capella. Hôm nay thì anh em chúng tôi cố gắng quay những cái góc máy mà đẹp nhất cho quý vị khách hàng có thể nhìn được tổng quan cái dự án này. Hạ tầng đã được làm rất là gấp rút mọi người ạ. Phía dưới thì các đường ống đã bắt đầu được đấu nối rồi. Nói chung chủ đầu tư đang khẩn trương triển khai hạ tầng, dự kiến khoảng 2021 sẽ bàn giao nhà cho mọi người đấy. Đây là một dự án bán nhà mọi người nhé, áp dụng mô hình khu thị compound khép kín với đầy đủ tiện ích cao cấp. Các đường ống được đấu nối và sau đó được rải cái lớp đá lên để chặt, sau này tránh cái lệch đường ống mọi người. Các công nhân đang làm việc rất là hăng say, mọi người có thể quan sát được đấy. Anh em chúng tôi cố gắng trao những giá trị thực tế nhất đến với khách hàng, có thể xem dự án trực tiếp qua video. Đây là một góc máy khác, đây chúng ta đang nhìn từ Vĩnh Châu, Vĩnh Thái vào. Đây, trước đó là quang, đây là cái hướng view ra sông Quán Trường đó mọi người. Đường ống đang được rải rất là đều và làm đến đâu cua chiêu trên đấy. Chủ đầu tư họ đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ nhất có thể. Có thể quan sát được không ạ? Đấy. Quá đẹp phải không ạ? Một cái vị trí đất gọi là quá đẹp luôn. Từ đây vào thành phố Nha Trang chỉ khoảng hơn 2 km thôi ạ. Giao thông thuận tiện. Ở đây chính là cái tuyến đường 18m của khu đô thị. Thì từ đây ra đại lộ Võ Nguyên Giáp thì khoảng hơn 200m thôi, gần lắm ạ. Đây, một lần nữa mọi người sẽ quan sát lại công trường đang thi công đây. Nhà giả chiến đã được dựng lên đấy.
đường ống đấu nối đang được triển khai rất là nhanh gọn để bàn giao hạ tầng. Khách hàng có thể vào ký hợp đồng mua bán, sau đó là khoảng 1 năm sau chủ đầu tư sẽ bàn giao nhà. Đây phải nói là một trong dự án bất động sản mà bán nhà phố đầu tiên tại Nha Trang và đang được rất là nhiều quý khách hàng quan tâm. Bây giờ chúng ta cùng đến cái vị trí của cái căn nhà mẫu mọi người nhé. Ở đây là có 3 căn nhà mẫu. Trong thời gian tới thì anh em sale chúng tôi, quý khách hàng nào có nhu cầu đi xem, chúng tôi sẽ đưa quý khách hàng vào tận trong những căn nhà mẫu này để trải nghiệm cái chất lượng cũng như là xem cái nội thất của bên trong căn nhà như thế nào. Chúng ta sờ tận tay hiện vật luôn đấy mọi người ạ. Đấy, những căn nhà này rất là đẹp. Với các cái mảng xanh phía trước được trang trí rất là hài hòa. Đúng không? Đẹp không mọi người? Đây, hôm nay là những cái video tổng quan anh em chúng tôi giới thiệu và sơ về dự án KVG The Capella cũng như cái vị trí của nhà mẫu. Quý hàng nào quan tâm muốn đi xem tìm hiểu sản phẩm này thì vui lòng liên hệ với cái phần mô tả có cái số điện thoại của anh em chúng tôi phía dưới. Rất hân hạnh phục vụ cái nhu cầu của quý khách hàng trong thời gian tới và chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật cái tiến độ dự án này. Cảm ơn quý hàng luôn theo dõi page của chúng tôi. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo mọi người nhé. Bye bye.